Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Ngày 23 tháng 11 năm 2020 của tôi. Thưa quý vị, nhiều người chưa tới nước Mỹ thì họ cứ nghĩ rằng nước Mỹ là một thiên đường của tự do và nhân quyền. Lúc nào họ cũng nghĩ như vậy. Họ nghĩ rằng nước Mỹ là sung sướng lắm, tự do. Nhưng có thật như vậy hay không? Như tôi đã nói rằng là chỉ trong một tuần thôi là những cuộc bắn súng loạn xạ ở tại Milwaukee, Wisconsin. Thì bây giờ đó là cảnh sát đã bắt được người xả súng đó mới có 15 tuổi. Là một thiếu niên mới 15 tuổi. Nhưng mà thích lấy súng ra bắn như vậy chơi vậy thôi. Rồi hôm kia là tôi cũng đã nói câu chuyện về một thị trấn nhỏ ở tại Bellevue, Nebraska. Đang ngồi ăn cơm tối trên cái chỗ nó gọi là Drive-In Sonic ấy, rồi cũng bị bắn chết. Rồi tối hôm qua, 11 giờ khuya và sang tới sáng ngày hôm nay, sáng sớm, coi như là 1 giờ sáng, ở tại Brooklyn. Brooklyn là một quận hạt ở trong thành phố lớn New York City, thưa quý vị. Những người trẻ đó đi tham dự một bữa tiệc thôi, coi như là tối chủ nhật sang ngày thứ hai như vậy đó, thì cũng bị bắn. Trong đó có một người trẻ 20 tuổi là con gái bị bắn chết. Và 7 người khác, 6, xin lỗi, 6 người khác bị thương. Trong đó có một người 14 tuổi. Tôi xin trích dẫn một đoạn của bản tin CBS để quý vị theo dõi cảnh hỗn loạn đó của nước Mỹ. Kính thưa tất cả quý vị, đài CBS sáng ngày 23 cho biết rằng là ở tại thành phố New York, khu vực Brooklyn đã có một cuộc bắn súng nhau. Một người con gái 20 tuổi đi dự buổi tiệc thì đã bị bắn chết. Và 6 người khác cũng trẻ tuổi, có những người mới 14 tuổi thôi, tham dự những cái buổi tiệc thì cũng đã bị bắn, bị thương. Đây là cảnh mà nước Mỹ trong lúc có dịch COVID-19 mà đi dự tiệc thì cũng bị bắn như vậy. Nước Mỹ là lúc nào cũng vậy hết, thưa quý vị. Sau dịch COVID-19, cảnh này trở nên thường xuyên. Và người ta dự trù là những ngày lễ, từ lễ Thanksgiving tới lễ Giáng sinh kỳ này đó, thì có nhiều cảnh bạo loạn, bắn chết người giống như vậy. Thật là buồn, thưa quý vị. Đây là cảnh của nước Mỹ. Quý vị có muốn rằng một đất nước Việt Nam đang thanh bình, an lành, làm ăn sống sung sướng, mang cái quan niệm tự do nhân quyền của Mỹ về để có những cảnh này nữa hay không? Đó là quyết định của tất cả quý vị. Tôi không nghĩ quý vị muốn như vậy, và tôi rất sợ những cảnh như vậy xảy ra, thưa quý vị. Đó là bản tin của CBS, thưa quý vị, sáng hôm nay. Thế thì quý vị thấy rằng là nước Mỹ có an toàn và là thiên đàng của tự do không? Người ta tự do, người ta cứ nghĩ rằng là mình tự do mang súng, có quyền mình xách súng của mình đi rồi mình chà đạp quyền tự do và sinh mạng của người khác bằng kiểu đó. Nước Mỹ thật sự là hỗn loạn. Các bạn có muốn mang cái tự do và nhân quyền này, mang súng ống kiểu này ở nước Mỹ đem về Việt Nam hay không? Tôi không nghĩ như vậy. Nên tôi sống trong cái cảnh thực tế của nước Mỹ ngày hôm nay, tôi gửi đến với quý vị. Nhiều người Mỹ nói rằng là từ lễ Thanksgiving tới lễ Giáng sinh hay mùa Tết là ra đường là phải cẩn thận rồi, không có dám đi mò nữa. Và người ta còn sợ dự trù là coi chừng có những cái biến chuyển vào ngày mà ngày Black Friday, là cái ngày mà họ mua bán, mua sắm, đợi mua sắm đủ thứ. Dịch COVID-19 lây lan mỗi một ngày gần 200.000 người. Rồi thêm mấy cảnh này nữa. Nước Mỹ cảm thấy không an toàn. Nên ở nhà là chắc ăn nhất thôi. Có con cái cũng dặn họ ở nhà thôi. Không có chuyện gì cần thiết thì đừng ra ngoài.
Ra ngoài thì không biết đường nào mà mò. Đi qua cái chỗ rồi mua thức ăn nhanh cũng bị bắn. Giống như ở tại Sonic Drive-In Restaurant ở Bellevue, Nebraska vậy. Cho nên tôi xin nhắn với các bạn, nhất là những người bạn ở Việt Nam á, mà chưa qua Mỹ á, đừng cứ nghĩ rằng nước Mỹ là như thiên đường, là an toàn đâu, không vậy đâu. Các bạn có được những gì mà các bạn rất là an toàn bây giờ, các bạn hãy trân quý và giữ lấy nó. Phải bảo vệ. Đừng có ngóng trông, đứng núi này trông núi nọ, coi chừng bỏ hình bắt bóng. Coi chừng bỏ hình bắt bóng. Chân thành cảm ơn tất cả quý bạn theo dõi với tôi, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 23 tháng 11 năm 2020, và hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.